Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin tư vấn cho các bạn một số thông tin về việc lựa chọn đi du học tại Mỹ. Thì hiện nay cũng có khá nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn du học Mỹ. Vì vậy, trước khi quyết định du học tại Mỹ thì cái việc tìm hiểu về hệ thống giáo dục của Mỹ và chuẩn bị tốt trình độ tiếng Anh ngay tại Việt Nam rất là quan trọng. Vì thế, trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn đôi nét về nền giáo dục đại học và sau đại học tại Mỹ như thế nào. Thì nền giáo dục đại học và sau đại học tại Mỹ có chất lượng tuyệt vời với một hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới, các chương trình đào tạo xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Và sinh viên tốt nghiệp tại Mỹ thì đều được công nhận trên toàn thế giới và có cơ hội việc làm cao. Ví dụ từ bậc trung học phổ thông thì sẽ bao gồm 12 cấp độ từ lớp 1 tới lớp 12. Thì học sinh đang học trung học phổ thông tại Việt Nam có thể chuyển tiếp sang Mỹ theo học trình độ tương đương như là hết lớp 12 tại Việt Nam. Như là hết lớp 10 tại Việt Nam sẽ sang học lớp 11 và 12 tại Mỹ. Và đối với bậc cao đẳng cộng đồng thì các trường cao đẳng cộng đồng ngày càng phát triển và thu hút nhiều sinh viên Mỹ cũng như là sinh viên quốc tế đến học, vì mức học phí thường thấp hơn nhiều so với các trường đại học. Tuy nhiên thì lớp học cũng sẽ nhỏ hơn và sinh viên quốc tế sẽ có thêm cơ hội tiếp xúc cũng như học hỏi với các giáo viên và nhân viên của trường. Ngoài ra thì các trường cao đẳng cộng đồng thì thường có mối quan hệ mật thiết với các trường cấp 3 cũng như là những người sử dụng lao động. Các trường này có thể là các trường tư hoặc là trường công, đôi khi còn được gọi là Junior College hoặc là Two Year College. Thì chương trình cao đẳng bao gồm hai loại hình đào tạo như sau. Chương trình cao đẳng nghề thì các trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng 2 năm được gọi là Associate of Arts hoặc là Associate of Science, thời gian học kéo dài khoảng 2 năm. Và sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ có bằng cao đẳng nghề để xin việc làm ngay. Và đối với chương trình cao đẳng liên thông thì các em sẽ học chương trình 2 năm đầu của đại học ở trường cao đẳng, sau đó sẽ chuyển tiếp 2 năm chương trình đại học tại trường đại học liên thông hoặc là nộp đơn vào các trường đại học danh tiếng. Và điểm xét tuyển vào đại học phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học cao đẳng. Về điều kiện nhập học thì yêu cầu tiếng Anh đầu vào TOEFL phải từ 500, TOEFL IBT là từ 59. Và nếu như không có tiếng Anh đầu vào thì có thể sang học một khóa tiếng Anh tại trường cao đẳng. Và yêu cầu là học sinh phải tốt nghiệp lớp 11, 12 tuổi từ 17 tới 18 tuổi. Đối với học phí của chương trình cao đẳng cộng đồng thì chỉ dao động từ 5.000 đô cho tới khoảng tầm 10.000 đô la Mỹ trong vòng 1 năm. Và tổng chi phí chỉ từ khoảng 11 tới 15 đô la Mỹ cho 1 năm, bao gồm cả chi phí ăn ở. Đối với bậc đại học tại Mỹ thì hệ thống các trường đại học tại Mỹ rất phong phú với hơn 3.500 trường và gần 500 ngành học khác nhau. Chương trình đại học ở Mỹ thì kéo dài khoảng 4 năm và có hai loại hình trường đại học, bao gồm đại học công lập và đại học tư thục. Các trường đại học công lập thì hay gọi là State University, thì các trường đại học của bang thì được chính quyền bang lập ra và tài trợ nhằm cung cấp một nền giáo dục với chi phí thấp cho người dân của bang đó. Và sinh viên sẽ là những công dân của bang, những người sống và đóng thuế cho bang đó sẽ đóng học phí thấp hơn nhiều so với sinh viên đến từ các bang khác. Và sinh viên quốc tế cũng như sinh viên đến từ các bang khác không được lợi gì từ việc giảm học phí ở các trường đại học của bang. Ngoài ra thì sinh viên quốc tế sẽ phải vượt qua yêu cầu nhập học cao hơn các sinh viên của bang. Thứ hai đó là các trường đại học tư thục hay còn gọi là private university. Thì các trường tư thục tại Mỹ thì chiếm tỷ lệ cao và chất lượng tốt. Một số trường có chất lượng cao hơn các trường đại học công lập. Học phí tại các trường tư thục cũng thường cao hơn học phí các trường công lập. Thì kinh phí được lấy từ các khoản tài trợ, học phí như là tiền trợ cấp nghiên cứu và các khoản đóng góp từ sinh viên. Và một câu hỏi đặt ra là tại sao học phí tại các trường tư thục lại cao hơn các trường công lập, mà các trường tư này lại thường cấp học bổng cho sinh viên các nước đang phát triển? Đó là do các khoản tài trợ lớn từ các tỷ phú, cựu sinh viên của trường tài trợ nhằm giúp đào tạo sinh viên các nước đang phát triển, kém phát triển, đóng góp về mục tiêu phát triển toàn cầu. Và điều kiện nhập học tại trường thì yêu cầu tiếng Anh đầu vào là TOEFL từ 580 cho tới 650, TOEFL IBT sẽ từ 79 cho tới 80. Và nếu như không có tiếng Anh đầu vào thì học sinh sẽ sang học khóa tiếng Anh tại khoa tiếng Anh của trường đại học. Và học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam tuổi từ 18 trở lên. Và học phí đại học trung bình từ 14.000 đô la Mỹ cho tới 22.000 đô la Mỹ. Và ăn ở sẽ từ 600 đô la Mỹ cho tới 1.000 đô la Mỹ một tháng, nếu như ở ký túc xá hoặc là ở căn hộ gần trường. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học uy tín chất lượng tại Mỹ. Thì nếu như các bạn còn thắc mắc thêm thông tin về học phí, chi phí du học tại Mỹ cũng như là thủ tục làm hồ sơ học lớp học phỏng vấn xin visa du học Mỹ, thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879,
hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.